Ui trời. Cái quy của nó là cái bắn hai tia màu đỏ 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 lên đấy. Chủ động né thì hai cái quy đó là sẽ không thu đường được. Nightfury hay là Echo nhỉ? Nhìn cái Echo á. Nói quy nhá. Cái này chỉ cần nói quy thôi. Đình chuyên, đánh mấy con sói trước. Mình đi hơn cái kèo này. Đã có kinh nghiệm được kèo này. Cái quy của nó là cái bắn hai tia màu đỏ 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 lên đấy. Chủ động né thì hai cái quy đó là sẽ không thu đường được. Lay theo. Nó lên sáu là mình không thể đứt một cái lung tung được mà. Nó đứt ngược vô bật rỡ chơi mình luôn. Ui trời. Có chừng nhận bên kia nhỉ. Thì đây. Thái Nguyễn, rank này toàn cao thủ mùa trước không? Đứng ở sau lưng này. Nguyên Ngọc Vũ, easy ba món mới khỏe nhất. Trời, con đây nó đánh ác dở. Chúng ta đi mid mà chúng ta có thằng đi rừng tốt như vậy, nó đánh kiểu như vậy nó là win được. Là đánh 5 game tháng 3 thua 2 như không đâu vào đấy. Dậy đi ông cháu ơi. Dậy. Ngã xuống nằm nhắm thoải mái rồi, rồi có sức chơi tiếp cháu. Đúng, không sợ.
One eternity later. Để cho ông thấy một phiên bản April chiến thần. Okay. Lê Minh Thái. À ơi áp lực quá vậy. Lê Minh Thái. Ơi cái kêu kêu gì vậy? Cái lưới này. Tí cũng. Không sợ nè. Đánh là cái gì mà không rén hả? Chắc on chúng họ liền. Solo kill rồi chắc on chúng họ liền. Tiếng kêu ha ha đó là con gì kêu ha vậy? Bình này. Hay là ở đây nè, là những Uy Bình đúng không? Nguyễn Văn Sinh, mất 300 à. Có mình cầm cái búa bong như cái đầu á. Trời ơi. Anh ơi, tôi đứng sau lưng ông này. Bùi Quang Ngọc, hello anh. Thanh Bình, nó được 1k135 vàng. Ăn con rồng đi, ăn nốt con Baron luôn nè. Tâm mạnh cái nội rồi, cứu một thằng cứ bây giờ đi. Cái này mình biết đánh mà, các bạn là cái nó biết chơi. Lục bảo vừa nãy là kim cương vừa chứ. Mình có cài với đu 5 em đầu mùa mới lắm. Em đánh hồi em lên ranh thì nhắn mình.